Liên quan đến bài viết dự án chăn nuôi gia súc hướng thịt ở Đắk Lắk không như kỳ vọng, báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 16 tháng 1 năm 2023, theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, Sở vừa tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đồn đốc thu hồi 55 tỷ đồng ngân sách đã chi tạm ứng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Công nông nghiệp Phát triển Bền vững Sao Đỏ, gọi tắt là công ty Sao Đỏ, để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án chăn nuôi bò. Sở Tài chính cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mờ Đờ Rắc khẩn trương hoàn thiện việc rà soát tất cả các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo diện tích và kinh phí chi trả cho các hộ dân đúng với diện tích gần 400 hectare mà công ty Sao Đỏ đang quản lý sử dụng. Đồng thời, trích lục sơ đồ các hộ nhận tiền đền bù trên diện tích 388,06 hectare mà công ty Sao Đỏ đang quản lý sử dụng. Chủ động phối hợp và đôn đốc công ty Sao Đỏ khẩn trương hoàn trả kinh phí bồi thường cho hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Mờ Đờ Rắc để thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh trong năm 2023.